Hello, xin chào các anh em. Rất vui được gặp lại các anh em trong video ngày hôm nay. Trong phần giới thiệu xe cũ ngày hôm nay thì Sơn lại giới thiệu cho anh em một chiếc Toyota Innova G năm 2019. Một chiếc xe rất là đẹp. Anh em nào mà tài chính còn kém, chưa thể mua xe mới được thì đây cũng là một sự lựa chọn để đáng để quan tâm. Bây giờ thì Sơn sẽ quay ngoại thất của chiếc xe cho anh em ha. Đây, chiếc xe của chúng ta đây. Đây là chiếc xe Innova 2019. Chiếc xe này đã chạy được 28.700 km rồi. Sơn sẽ đi xung quanh một vòng xe để anh em xem cái ngoại thất của chiếc xe. Tất cả chiếc xe này còn zin nguyên bản luôn, chưa có bị làm đồng sơn một lần nào hết. Anh em có thể thấy không ạ, chiếc này nó cũng đã được trang bị camera sau xe. Đó. Nếu anh em nào mà đang quan tâm chiếc xe này mà còn thiếu tài chính thì bên Toyota Hiroshima Tân Cảng có kết hợp với lại tài chính Toyota sẽ hỗ trợ chiếc xe này khoảng tầm 80%. 80% thời gian vay có thể từ 7 đến 8 năm. Và cái số tiền mà anh em có thể trả trước cho chiếc xe này là khoảng tầm 200. 200 là anh em có thể lại nhận được xe rồi. 200 đến 230 nha. Sơn xin lỗi. Đó. Về ngoại thất xe thì nãy giờ Sơn cũng mới đi qua quay xung quanh xe cho anh em coi. Thì về đánh giá chiếc xe này thì nó là chiếc xe qua sử dụng. Cho nên về công nghệ của nó thì anh em cũng đã biết rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần biết là chiếc xe này nó chất lượng nó còn bảo đảm hay không. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi về xem khoang động cơ của chiếc xe này. Xem coi chiếc xe này thì tình trạng động cơ của nó như thế nào. Và đây là vị trí mở nắp capo. Rồi. Đầu tiên thì chúng ta sẽ kiểm tra nắp capo trước nha, để xem chiếc xe này có bị làm capo hay không. Vị trí rất quan trọng đó là hai con ốc ở như chốt capo đây còn rất là zin nguyên. Rồi. Bây giờ Sơn sẽ kiểm tra những vị trí của sùng xe còn zin, chưa có bị làm đồng sơn như thế nào, không bị làm đồng sơn. Kinda good, kinda everything, yet it doesn't feel like it should. You make me feel kinda wrong, kinda right, kinda anything, and I would change it if I could, could. Bên trong và đẹp cả bên ngoài thì nó thực sự rất là hoàn hảo. Rồi bây giờ thì Sơn kiểm tra tiếp phần bốn cánh cửa xe. Phần kiểm tra này để giúp cho những anh em ở xa không có điều kiện để coi xe trực tiếp thì mình có thể xem qua những cái video này để mình biết được chiếc xe nó tốt như thế nào, để mình có thể là yên tâm giao dịch. Đây là bốn con ốc cánh cửa ha, còn rất là mới, chưa bị thao ráp. Rồi anh em thấy chưa? Rồi phần cánh cửa. We'll be right back.
Rồi bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra bên trong khoang sau. Swear it's been 700 degrees in here since you came in. I could swear that this room has been running out of air, and now it's starting to spin. You make me feel kind of bad, kind of good. Chiếc xe này thì chủ nhân của họ có gắn một chiếc có gắn một cái cản sau. Nhưng anh em lưu ý nhé, một số công an giao thông địa phương họ sẽ kiểm tra cái vấn đề mà gắn thêm những cái phụ kiện, và đây họ sẽ vin vào cái cớ để có thể bắt lỗi mình. Và cái lỗi mà cho cái việc gắn cái cản sau này thì nó sẽ là vào cái tội cơi nới thay đổi kết cấu. Cái mức phạt của nó lên tới 7,5 triệu. Cho nên anh em cân nhắc trước khi gắn cái cản này. Swear it's been 700 degrees in here since you came in. I could swear that this room has been running out of air, and now it's starting to spin. You make me feel kind of bad, kind of good, kind of everything, yet it doesn't feel like it should. You make me feel kind of wrong, kind of right, kind of anything, and I would change it if I could, could. Một chiếc xe Toyota mà chạy dưới 50.000 thì không thể là không xin nhê gì. Có thể nói nội thất nó đang là như một chiếc xe mới. Về trang bị của chiếc xe này thì chủ cũ có dán phim chống nóng này, lót sàn, lắp thêm camera gear. Và rất tiếc thì chiếc xe này thì bộ ghế của nó vẫn chưa được thay. Nhưng đây chỉ là vấn đề nhỏ thôi. Nếu anh em mà thích bộ ghế thì khi mua xe Sơn sẽ hỗ trợ tặng luôn. Rồi, nãy giờ là chiếc Innova 2019 nè. Anh em có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp với Thế Sơn qua số điện thoại ở phía dưới. Sơn quản lý cả xe cũ, cả xe mới, thì anh em muốn mua xe mới thì Sơn sẽ hỗ trợ xe mới. Còn nếu hỗ trợ xe cũ thì Sơn cũng sẽ hỗ trợ xe cũ cho anh em. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nha. Quý vị hãy nhấn nút đăng ký và like để ủng hộ kênh của Thế Sơn và xem những video mới nhất của Thế Sơn. Chương trình đặc biệt tại Toyota Tân Cảng, trao đổi xe qua sử dụng lấy xe mới trong ngày. Khách hàng đang sử dụng xe ô tô con, muốn nâng đời xe nhưng không biết bán xe cũ cho ai, hay muốn mua xe cũ thì không biết thủ tục như thế nào, có rắc rối hay không? Hãy đến với chúng tôi, công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng, mua tất cả các dòng xe ô tô đã qua sử dụng trên phạm vi cả nước. Chúng tôi tiến hành thủ tục mua nhanh chóng với giá mua xe tốt nhất và thanh toán tiền 100% cho khách hàng bán xe trong ngày. Chúng tôi đáp ứng đầy đủ 5 chỉ tiêu cho xe cũ. 1. Xe chưa từng bị tai nạn. 2. Xe chưa từng bị thủy kích. 3. Xe chưa từng đại tu động cơ và hộp số. 4. Xác định rõ nguồn gốc xuất xứ và đúng năm sản xuất. 5.
đảm bảo giấy tờ hợp lệ và đủ điều kiện để mua bán sang tên. Giá trị chiếc xe được thẩm định chính xác, minh bạch. Chúng tôi sẵn sàng đánh giá xe tại địa điểm và thời gian theo yêu cầu của khách hàng. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình, giàu kinh nghiệm sẽ giúp khách hàng hoàn toàn yên tâm khi thực hiện các hoạt động mua bán, trao đổi và ký gửi xe tại trung tâm. Với phương châm khách hàng là trên hết, chúng tôi không ngừng nỗ lực để khách hàng nhận được giá trị bán lại sản phẩm cao nhất, tăng chỉ số hài lòng của khách hàng. Chúng tôi mong muốn hợp tác và phát triển cùng quý khách hàng. Quý khách hàng muốn bán xe vui lòng liên hệ 0911 55 44 55.